Sáng ngày 29 tháng 12, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vĩnh Tường tổ chức lễ bàn giao nhà máy ấm tình thương cho chị Đào Thị Thanh, hội viên phụ nữ thôn Hoàng Thượng, xã Kim Xá. Dự buổi bàn giao có đồng chí Nguyễn Thị Như Hoa, huyện ủy viên, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Kim Xá, bí thư chi bộ, trưởng thôn, chi hội trưởng phụ nữ thôn Hoàng Thượng. Chị Đào Thị Thanh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, là mẹ đơn thân. Bản thân nuôi con trai nhưng mắc bệnh xương khớp, không làm được các công việc nặng nhọc. Ngôi nhà của hai mẹ con chị Thanh nền đất thấp, cứ mưa là ngập úng, nước tràn vào nhà, sụt lún, xuống cấp. Trước những khó khăn, vất vả như vậy, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện hỗ trợ 70 triệu đồng từ nguồn quỹ xây dựng và sửa chữa nhà máy ấm tình thương năm 2023 để giúp chị xây dựng căn nhà mới khang trang hơn. Sau hơn 3 tháng khởi công xây dựng với sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, cùng anh, chị em, hàng xóm giúp đỡ bằng tiền, ngày công lao động. Đến nay, ngôi nhà của chị Đào Thị Thanh đã hoàn thành. Diện tích căn nhà là 80 mét vuông, gồm một phòng khách và hai phòng ngủ với tổng giá trị hơn 300 triệu đồng. Tại lễ bàn giao, chị Đào Thị Thanh đã xúc động, cảm ơn trước sự quan tâm của các cấp, các ngành, đặc biệt là tình cảm của cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp trong huyện đã phát động, quyên góp ủng hộ để chị có được ngôi nhà khang trang. Bản thân chị hứa sẽ tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia, ủng hộ phong trào của hội, của địa phương, yên tâm phát triển kinh tế gia đình.